Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn mấy cái ổi đây. Thì cách đây mấy tháng trước các bạn, mình có giao lưu bạn cái ổi tím mà lá rí nè. Thì lúc trong vườn của mình nó là còn lợi số bạn, tức là cây lớn bứng dao rồi, còn là cây nhỏ. Cây nhỏ thì bữa nay nó lớn các bạn, bữa nay lớn hơn mấy bữa mình dao các bạn. Thì hôm nay mình bứng về nè, bỏ nó vô trong cái bầu rồi nè. Thì cái cây này là mình bứng lên ở dưới nó có một cái bầu nữa các bạn, mình bỏ đây nè ha, vô bầu mới là cái bầu mới dính bầu cũ là nó chắc cú luôn á, chạy quá trời luôn nè. Đó thì đặc biệt cái ổi lá rí này á, thì nó rất là chậm lớn bạn nè, trái nè, bông rất là đẹp luôn á. Mình trồng 2 năm rồi bạn, lúc mình giao cho bạn là 1 năm hơn rồi, là mình đã giao cho bạn rồi. Đó thì từ bữa giờ cả mấy tháng nay cả năm nữa nè, tổng lợi chắc cái cây này 2 năm rồi. Bữa nay thì cái củ đế là bao luôn các bạn, nguyên một cái củ đế nằm ở trong cục này nè, mình chưa có sổ ra nè. Thì cái này mình giao lưu cho bạn 300 ngàn một cây ha, các bạn về các bạn cứ sổ ra hoặc là các bạn về uống đi. Thì bây giờ á, mình có cái này các bạn, có cái châm đồng tiền đây, mới cắt xong, cắt cái miệng rồi ha, cắt cái miệng quăng mây nè. Thì bây giờ mình lấy một cây trong đây ra, mình uống demo cho bạn xem. Thì cái đám ổi này á, không còn nhiêu cây các bạn, còn đâu hơn 100 cây thôi, hơn 100 cây các bạn nè. Trong đây có mấy cây đều đẹp đẹp, mình để ngoài nè. Đó, năm rồi mình giao cho bạn cỡ bao lớn, cỡ bao lớn đây mình giao bạn 200 ngàn nè. Đó, mà năm nay có cây đẹp nó vẫn còn lại ha, còn bây giờ đa số là cây bự hết trơn các bạn. Cái hoa của cái ổi này thì đặc biệt rất là đẹp các bạn, mà thơm nữa, trái thì đặc biệt thơm ngát các bạn ơi ha. Nè, cây nào nó cũng có cái nhánh để mình uống đổ chứ. Đó củ đế nó có sẵn hết trơn các bạn. Em rút mấy cây bự bự ra mà xem nè. Đó. Bự bự. Mà nó có cái thế để mình uống cây đổ luôn. Cây này uống rất là hay luôn. Nè, ví dụ như vậy ha. Mình bỏ gì mình uống nè. Nè. Đó ha. Đó. Mà thấy cái bình không? Ha, đút vô. Thì nó sẽ nằm ở chỗ đây nè các bạn. Cục này nè. Thì cục này á là mình đã quấn đế, mình làm cái cục đế rồi ha. Đây nè. Nó sẽ có cái cục đế nè các bạn. Đó. Thì mình sẽ cần bỏ ở đây. Mình uống nè ha. Đó, bây giờ là mình bỏ thử cái cây nữa các bạn, lấy cái này uống được đi, lấy cái này đi nè, hoặc là mấy cái bự nữa các bạn ha. Đó, cái này mình uống mới là cái bài, mới là đã các bạn. Cái này là đừng có bỏ cho cái, đừng có bỏ cái chum, mình bỏ cái chậu vuông các bạn nè. Cái củ đế bây giờ là mình đã vô nó dính ngắt đây, các bạn thấy củ đế nó không nè, củ đế rất là đẹp luôn các bạn. Đó, vậy thì cái củ đế này nè, nữa mình về mình tháo cái bầu này ra, mình ra sau ở dưới đây là nó có một cái bầu rồi nè, mình bỏ ở đây rồi nè, mình mới bỏ vô nó cứ nhắc các bạn ha. Thì mình trồng cái cây này, cái bài nè, nó nằm ở trên cái miệng chậu vuông như thế này, tức là cái chậu vuông từ đây xuống này. Khúc này khúc trên nè bạn, bắt đầu luôn lắc cái cây này bay rồi, rất là hay luôn ha. Đó, bay hoặc đổ, nếu mình đổ thì các bạn muốn cái bay thì lựa cái bay, cũng muốn có đổ lựa cái đổ, nhưng mấy cây này đổ được hết các bạn nè. Nè các bạn thấy có cây này, cây này mà vô trồng mini mà thử sách đó bạn ha. Này, có thể đổ sẵn nè, quá trời đã luôn ha. Đó, quá đã ha. Nè con thấy nè, mấy cái này là làm cái đổ được hết trơn. Đó, lá rí nha bạn, lá rí, nhưng mà mình làm đế ngoài thị trường thì các bạn thấy là lá rí này nè, thì rất là nhiều luôn, người ta bán vỏ vỏ đó nhiều lắm, nhưng mà không có đế đâu bạn. Không có, không, mình về mình không uống ra lùm luôn. Cái này có một cái ổi tàu lá xanh nè ha, lộn luôn, có một cây màu à, còn nhiêu là lá tím hết. Thì người ta bán mấy chục ngàn vỏ nhỏ nhỏ đó bạn, trăm mấy gì đúng, nhưng mà không có làm đế đâu, không có một cốt có cái đế như của mình đâu, của mình làm cái đế ra hết các bạn à. Mặc dù nó một lùm vậy chứ không phải có đế cho các bạn không, nó cũng có tay, nó hơi nhỏ, cái hơi nhỏ, nhưng mà cái bự cái nhỏ gì mình cũng giao là 300 ngàn cây hết trơn nha bạn. Các bạn đừng nói cái nhỏ ha, tại vì mình lấy lên cái nhỏ hên xui nha. Nè, nói trước nha. Đó, bằng lớn đây nè, cũng có trái, cũng có đế chứ nè, nhưng mà nó hơi nhỏ thôi. Bạn thích cái bự lấy cái bự nhỏ nè. Thôi cái này nhỏ quá nhỏ, này để lại mình nuôi đi. Ha, nhỏ quá. Ít nhất cũng phải bự xíu chứ. Đó, một lùm gì nè các bạn. Các bạn thấy có rễ nó không? Đó. Thì nhỏ quá mình cũng không giao đâu, bự đi ha. Nè. Đây nè. Ít nhất cũng phải cái này ha. Đó,
là về mình uống nè. Ôi còn cái bự là cái này nè các bạn, đây này bự cho báo luôn rồi. Đó thấy không, bự cho báo là đó luôn. Đó bạn nào thích lấy cái bự lấy, cái nhỏ lấy, như mình đó, thì bự quá thì khó uống nha bạn. Được cái gốc bự, nếu mà các bạn lấy cái gốc bự quá mà uống không được á thì bạn cắt ngang luôn, cắt ngang mình lấy cái nhánh nhỏ đó, ví dụ hai nhánh vậy nè, cắt ngang lấy nhánh nhỏ thôi, bỏ nhánh bự đi thì sau này mình uống mình nó đâm lên uống các bạn. Đó để bây giờ mình lấy một cái cây mình uống cho bạn xem. Như cây này là cây này như nãy mình nói là uống cây bay mà cành lợp rất là hay luôn. Không ấy để mình kiếm cái chậu vuông bỏ uống cái bay cho các bạn xem, là hai cây đi, cây bay ha, một cây đổ. Đó cho bạn xem thì cái lô này hiện nay mình còn chỉ có 100 mấy chục cây thôi nha các bạn, không có nhiều. Đó còn nào lấy thì cứ gọi số điện thoại để trên màn hình ha. Giờ mình uống một cây đổ demo cho bạn xem, ngày mai mình sẽ uống một cái cây bay cho bạn xem nữa ha. Bạn muốn xem mấy cây bay này à, sau này các bạn có lấy cái cây á thì mình có cái hướng mà để mà mình giống như mình làm demo cho bạn vậy đó. Đó các bạn có cái cách uống giống mình cũng được, còn không các bạn tùy hứng thôi, khi các bạn sáng tạo hay hơn mình nữa ha. Rồi nói nhiều quá, để mình vô mình lấy nha, mình uống nha cho bạn xem. Đấy bạn, bây giờ mình nhổ ra cho bạn xem, là mình bỏ vô chậu là cái cây này nè, cái cây này á là nó có cái cục đất ở dưới này thẳng rồi nè, nè cái bầu dưới mình lấy nó ra nè, cái rễ mà nó ăn dưới thì mấy rễ bự đứt rồi, nó còn rễ nhỏ, nhưng mà cái rễ nhỏ là nó bỏ vô bầu này đâm, nó đâm rễ con lại bạn không nè. Đó thì cái này mình ship đi các bạn, khỏi lo ha, nó không hư đâu. Đó bây giờ mình xé cái này ra luôn ha, nè thấy không, nó có dính nguyên một cái cục như vậy á thì nó không có hư các bạn nè, rễ nó còn nằm đây nè. Đó ship bạn đi là vô tư ha. Thì cái cây này nó hơi nhỏ bạn ha, mình lựa cái nhỏ mình làm mà cái bự ngoài thì, nhưng mà cái cũ thì nó cây nào cũng có cũ đế nè các bạn thấy không, cũ đế mình quấn sẵn nè đây. Đó thì bây giờ á mình bỏ vô mình uống cho bạn xem, nhánh này nó bị tét nè các bạn ha, để mình lựa cái cây nó xấu xấu mình uống nha, còn mấy cây đẹp đẹp ra bạn á cây ngon vậy đó. Rồi nhát kiểu vậy bạn á, đơn giản là mình đem về mình nhát vô thì cái củ này nè mình cho nó nằm sáu trên cái miệng như thế này nè các bạn. Đó vậy là vừa ha, thì hoặc có thể mình cho nó xuống viên miếng được nữa, cái bình này mình cắt nó hơi lớn rồi bạn, không đâu mình cho nó nằm ở dưới cái chỗ cắt này nữa. Đó nếu mà cái cây này mà cái cây mà cái bộ rễ lớn mình đưa từ trên đây mình đưa xuống thì mình dùng cái bình này mới hay nè. Giờ cái cây này nó hơi nhỏ các bạn ơi. Sau khi mình nghiên cứu lại các bạn, để cái chùm đi, cái bình này bự quá à. Cái bình này bự, cắt cái miệng bự quá, để mình vô cái bự đi. Giờ lấy cái chùm này vô là vừa hết nữa bạn. Đó nó sẵn nó đổ xuống rồi, thì bây giờ mình chỉ lắc lượng nó thôi, cái là xong rồi. Rồi để mình lắc lượng cho bạn xem ha, bỏ chất chồng vô đây. Sau khi mình đưa nó lên chậu rồi các bạn, bây giờ để mình cắt tỉa ra hết đây. Thì cái cây này các bạn thấy là nó nằm sẵn rồi nè, có củ đế nằm sẵn ha. Đó, nhỏ nhưng mà cũng được các bạn. Cái chỗ cái rễ bu bu này nè, mình có thể mình cắt nó ra luôn được nè ha. Đó, tại cái này nó rễ nó tương đối nhiều rồi, nha cắt bớt cũng được ha, để cho nó lội con, nó lộ con này ra. Đó thì nói chung là cái nào mình cắt bớt thôi các bạn, chứ mình nên để cái bộ rễ này lại nhiều ha, để cái bộ cán lại nè cho cây mình nó mạnh nè, tại vì cây mình uống mình không có lặt lá các bạn, mình để dự định để lá luôn. Hồi nãy ở đây nó có một cái nhánh có hai cái trái, cái mình tỉa mình bỏ vô cái mắc hai trái, để hai trái cho bạn xem. Thì ở đây nó có một cái nhánh này nè, thay vì cái nhánh này á là mình dùng nó mình uống lắc lên trên được các bạn, nhưng mà nó gãy đây bà thấy không, thất bại rồi ha. Thì có nhánh lắc lên trên nè, và thấy cái cây này nè, đầu tiên mình xác định nó đó là cái cành đi chính cái cành phụ mà ha, cành này cành chính nè các bạn, thấy cành chính nè, cành đổ chính của nó, rồi lấy ra, ha, lắc này. Thay vì mình cắt bỏ, nếu mà thằng này nó bự như vậy nè, nó bự nó ở đây nè, là bự, cái thằng này bự quá, cắt bỏ luôn, còn lấy cái nhịp này,
Thì nếu mà các bạn nào mà nếu mà mình giao cho bạn mà cây bự quá mà mình có cái cách uống mà cắt nhịp á, thì sau này nó rất là đẹp cây nha các bạn. Là cắt bỏ cái nhịp này, lấy cái thằng nhỏ này uống các bạn, lấy thằng nhỏ này uống đó. Mặc dù là uống nó không ra cây nhưng mà tương lai lại có cây đẹp hơn cái cây này để cành lớn này đó. Thì vậy thì bây giờ đó là mình chủ yếu là mình uống cho cái cách uống cho các bạn thấy cho cái cây nó được thôi. Còn cắt giật thì mình không có uống cho bạn xem đâu, đúng không? Thành ra thôi bây giờ là mình uống. Còn cái cách cắt giật là vậy, cách giật là cắt bỏ này luôn các bạn, lấy cái nhịp này để mình đi là cái cốt lớn ra mình ra nhịp nhỏ. Chẳng hạn mình cắt ở đây nè, lấy cái nhịp này xong rồi lấy cái nhịp này mình uống, còn không mình cắt bỏ đây lấy nhịp mới này luôn nè các bạn. Đó, tắt ra một cái nhánh nhỏ như thế này ha. Thì bạn thấy là nó có tự nhịp bự ra đây nhỏ nhỏ, thêm năm sau nữa thì cây nó mới đẹp được. Còn bây giờ là mình chủ yếu là mình uống cho bạn xem cái cách uống thôi. Còn cách giật thì mình cũng đã chia sẻ bạn nhiều rồi. Thì hôm bữa giờ á cũng ngưng hết mấy bữa, các bạn cứ gọi cho mình hoài là cứ lên clip uống cây cho bạn xem cho vui ha. Cũng như là nghe viết là nó cũng quen tay rồi. Nói chung lên mạng thì anh em cũng nhiều các bạn, chứ không phải có, không phải riêng mình đâu. Nhưng mà cái quen thì các bạn thấy là quen mà, lúc nào cũng vậy chứ. Quen thì các bạn thích hơn thì mình cũng hiểu điều đó chứ phải không. Thành ra là do công việc thì mình cũng có lúc là không có làm biết cho bạn xem đó. Thì mình tranh thủ các bạn ha, cái nào mà mình nhắm mình rảnh mà cái gì đó mà mình có thể mình đủ mình chia sẻ cho bạn thì cái gì đó nó hơi mới là lạ đẹp đẹp. Chứ còn những cái gì đó mình uống thường cũng mình không làm các bạn ha. Đó thì trước mắt mình cắt tỉa nó bớt các bạn, cắt tỉa nó bớt đi rồi mình mới bắt đầu vô dây nổ. Thì cái nhánh này nè, đúng ra các bạn thấy nếu mà mình lắc lên trên nè, lắc trên nó sẽ nằm trên cái nhánh cốt như nãy mình nói ha. Cái cốt chính nó đi ra đây, đi đây mình lắc cái kính gạch tới hết ngoài đây luôn nè các bạn ha. Phần thân chính nó từ đây đây mình phải định hướng nó ra tới ngọn này luôn nè, là phần thân chính. Thì cái thằng phụ á nó phải lợp theo đây nè, nó có nhánh lợp theo nè. Thì cái nhánh này nếu mình đem lợp theo nữa thì nó không có đúng cái nhịp của nó các bạn thấy không? Nó nằm trên đây, nằm đây, mình không thể mình lợp theo trên cái sườn này được, bắt buộc mình phải lắc, mình chế nó các bạn. Chế vậy thì mình có thể mình lắc nó lên nè các bạn thấy không, mình lắc nó lên trên cao á thì nó nằm ở trên đây nè, nó sẽ là một cái cành lợp, kế cành lợp thứ cấp của nó đó nè. Cành đi đầu tiên, cành tiếp theo, cành này nằm trên thì rất là hay luôn. Nhưng mà vô tình là cái nhánh này nó bị tét nè các bạn thấy không, là lúc bứng nó tét nè các bạn thấy không. Thành ra nó thiếu mình một nhánh là mình không có thể mình lắc lên đây mà mình lợp được nè, tiếc ha. Đó thì vậy sao vậy, thì bây giờ mình có thể mình dùng cái cành này lợp nè các bạn. Cành này, cành này là lợp dưới nè, cành này lợp trên, thì là mình cũng được ba cành đó. Lợp tiếp theo cái gì thì mình cắt bỏ cái nhánh này ha. Đó bây giờ mình cắt bỏ cái này xong rồi mình vô dây rồi mình lắc cho bạn xem ha. Đó nếu mà mình để nhánh này mình lợp lên trên vậy nè, đây các bạn xem nè, lắc lên, nếu mình lắc lên trên đó, lắc lên trên cái lợp ra thì nó nằm trên đây nè. Nhưng mà này nó gãy ra nó tét ha, nó có hai nhánh nữa, lợp nhánh trên nhánh cao thấp thì rất hay luôn ha. Thôi rồi vậy là được đó bạn. Giờ để mình vô dây ha, mình ngắt bớt lá này đi rồi xong mình vô dây, xong rồi cái mình lắc cho bạn xem. Cái lúc mà vô dây này mình bỏ một đoạn ha để bạn xem nó đỡ lâu quá nó nhàn chán ha. Rồi các bạn thấy sau khi mình vô dây xong rồi các bạn, thì để bây giờ mình uống cho bạn xem. Cái cây này á thì cũng mình cũng nói rõ cho bạn thế này nè, trước khi mình uống á thì mình cũng phải xem coi là cái mặt tiền bên nào ha. Ví dụ mình lấy mặt tiền bên đây á thì cũng được các bạn. Thì các bạn xét lại á, mặt tiền bên đây á thì cái co của cái bộ rễ nè thì nó đẹp rồi ha. Đó vậy thì còn thằng thân sao, thằng thân thì cái nhánh nó nghịch theo cái chiều mình uống mà. Đây đây thì khi mình uống á, mình uống xuống thì nó phải lắc qua bên mình đúng không ạ, thì nó mới hay hơn. Nhưng mà lắc qua bên kia thì lại là cái mặt bên kia mặt tiền rồi. Vậy thì mình thấy cái thằng thăng thì nó không được hay lắm, bây giờ mình có thể mình chuyển qua đây thôi. Đây các bạn thấy là cái co của nó lắc theo chiều này nè, thì mình một làm dễ uống, hai là nó thuận theo cái chiều mình uống các bạn. Còn mình nhìn lại cái phò co thằng thăng thì mình thấy nó cũng ok nè. Còn thăng nè bạn, thì cái rễ nhỏ này mình giữ đây chứ vài bữa mình cắt nó bỏ ra đó thì nó vẫn lộ được cái phần bộ đế sắn xuống ha, nó cũng đẹp luôn. Vậy thì mình quyết định lấy cái mặt tiền bên đây các bạn, để mình dễ uống hơn ha. Đó dễ uống hơn, đồng thời là theo cái chiều thuận của cái cây nó co theo kiểu này nè, tức là chiều sâu của nó đó bạn, cong cái chiều này nó lắc qua đây thì đẹp hơn ha. Rồi bây giờ mình sau khi mình xác định được
uống cái mặt tiền ở đâu thì bắt đầu mình uống các bạn ha. Thì giờ để mình lắc cho các bạn xem. Thì ngay từ ban đầu á, ngay từ ban đầu mình đã xác định là cái cành chính, cành lọp, đồng thời là cành lọp trên nữa. Vậy thì đầu tiên làm đúng cành chính trước các bạn. Cành chính á là luôn luôn lúc nào mình cũng uống trước ha, để cho nó bắt cái dưới cho nó dài cái điểm cuối cùng á, rồi mình uống lên. Đó, vậy thì cái phần thân chính của nó nè, mình lượng sơ nó các bạn ha. Đây mình vô là dây nó cũng hơi nhiều để mình lắc lượng nó không cần co ngặt đâu bạn, bởi vì cái cây này á, nó lớn rồi, nếu mình lắc nó ngặt á là nó sẽ hư cái phần thân các bạn. Thành ra mình chỉ lượng sơ thôi, đó, mình chỉ lượng sơ thôi ha. Đó, lượng sơ là được, chứ mình không có nên lắc mà nó công quá nó sẽ hư cái phần thân này bạn, bởi vì nó lớn rồi. Và thấy cái độ co của nó nè, từ đây tới đây mình dùng cái co hơi lơi vậy nè, chứ mình dắt vô nữa thì nó sẽ hư các bạn ha. Như vậy thì đồng thời mình được một cái cành phồng bên đây. Tiếp theo mình xây qua một tiền nữa bạn. Đó, vậy thì mình được cái co đầu tiên rồi, thì cái co này co thứ hai mình sẽ lắc vô ha. Lắc vô đồng thời mình hạ nó xuống luôn bạn, hạ xuống rồi sau đó mình lượng cho lên. Thì các bạn thấy ở đây á, mình có thể mình dùng cái phần ngọn ở hai cái hướng này đều được các bạn. Thì mình thấy ở đây á, thì cái này làm dùng ngọn hay hơn, bởi vì ở đây nó có một cành thôi, cành ở đây so le với nó rồi, thì mình dùng cái cành này mình làm phần ngọn ha. Đó, mình hạ xuống làm phần ngọn. Vậy thì mình lắc cái cành này lên để mình làm cái tay cành của nó các bạn ha. Thì các bạn thấy là cái cây này nó không được đẹp là ở đây nó không có cành đâu các bạn. Nếu mà cái đầu cành này nó nằm ở đây thì rất là hay, nhưng mà bản thân của cái cây này nó đã có sẵn gì rồi, thành ra bây giờ mình làm sao mình lắc cho nó ngắn lại bạn. Thì mình muốn cho nó lắc cho nó ngắn á, thì mình có thể mình lắc cho nó nhiều cái co các bạn ha. Đó, mình lắc cho nhiều co đi thì mình mới tạo ra được cái phần nhánh nó thun trở lại, nó ngắn trở lại các bạn ha. Đó, vậy thì mình lợi dụng được một cái số nhánh ở đây nè, có thể mình cho nó xè cái tán này ra. Đó, vậy thì nó cũng tạm được quá ha. Thì chủ yếu á, cách mà mình uống cho bạn xem này nè, là uống một cái cây nó đã có sẵn. À, đã có sẵn rồi, chủ yếu là mình uống làm sao mà cho các bạn hiểu được cái cách uống mà làm sao mà dễ nhất có thể bạn ha, làm sao dễ nhất có thể. Đó là cái tiêu chí mà mình uống cái cây ngày hôm nay cho bạn xem nè. Đó, vậy thì sao, mình sẽ lắc, và thấy mình lắc một cái co dòng vô đây cho nó lắp cái khoảng trống này, đồng thời mình được cái phần tán đó các bạn ha, được phần tán đây. Đó là gọi là một cái cây, mình tạm gọi là mì ăn liền đi ha. Mì ăn liền chụm nước sôi cái giúp các bạn. À, thấy không? Cũng là có cái tán với ai gì. Đó, cái đây mình ngắt nó được rồi các bạn ha. Rồi ở đây mình tạo cái cá tán rồi đó. Thì đồng thời cái bên đây mình cũng tạo cái tán như vậy nha các bạn ha. Lắc lượng nó lên. Lắc lượng nó. Đơn giản là một cái tán mà gọi là gì, ăn gian đó bạn ha. Ăn gian rồi. Lắc vô, lắc ra đó. Rồi cắt ngắn luôn. Đây được thêm một cán rồi. Vậy thì tiếp theo cái phần ngọn nó nữa ha. Lắc nó qua, lắc lượng nó ạ. Lắc lượng ha. Đó, ở đây thì mình có thể mình vô cái, mình có thể mình vô cái dây nhỏ các bạn. Chứ cái này dây lớn quá không được đâu, cắt bỏ đi. Đó, đây là nhánh nó đủ sức ha. Vô dây nhỏ mình lắc tạo một tán đây nữa là ok các bạn ha.
Thì bây giờ để mình vô cho nhỏ đây, con thằng trên mình uống sau, mình vô nhỏ mình tạo cái tán này trước đây ha. Rồi các bạn, sau khi mình uống cái thằng thằng chính của nó, thằng ngọn nó ha, tạo tán nó rồi. Thì như nãy mình nói đó là có được hai cành phong. Thì tiếp theo thì các bạn thấy là mình quấn cái cành này thêm nữa các bạn, lợp lên chỗ đây. Rồi cái thằng ngọn này nè, mình đưa nó lên nè ha. Đồng thời mình xè cái tán ra mình lợp luôn, chứ mình không có vươn ngọn lên nữa các bạn. Tạo ra cái phần đỉnh nó luôn ha, vừa đỉnh mà vừa nó là lợp luôn. Thì giờ cái cành này nè các bạn thấy là nó dài nè. Thì đến đây mình giúp cái co nó lại bạn, mình quấn cái co nó lắc ở đây để cho nó nằm chồng lên cái tán này. Đó, nó sẽ xếp lên cái tán này mà nằm ngắn hơn không. Nó dù tán dưới thì nó dài ra, tán trên nó ngắn lại. Ở trên ngắn nữa thì nó mới tạo ra cái cây đó. Ở dưới là nó dài mà nó chập trùng lên vậy nữa bạn ha. Còn cái thằng co của nó nữa bạn thấy mình lấy đây nó hợp lý nè. Co nó giật vô trong, giật trong giật ra ha. Tạo ra cái tán này. Với lại cái co nó hợp lý như vậy đó, nó không có nhìn nó không có bị chổi vô mắt các bạn. Nếu mình lấy mình cái co lên đây mà mình lấy vào mặt tiệm đây thì các bạn thấy nè, nó chất quá à. Đó vậy đó. Thôi bây giờ để mình lắc cái này xuống các bạn xem ha. Lắc thấp xuống các bạn. Đó. Lắc lượng lượng nữa ha. Chết cha, nó kêu cái rắc rồi bạn. Kêu rắc rồi đó. Thì nó dài quá nè, bắt buộc mình phải đi vòng nó cho nó ngắn lại. Kiểu mình lắc cho nó nhiều cái co thì nó ngắn lại. Rồi lắc vòng nó vô cái nhánh này nó thừa nè. Lắc vòng nó vô xong cái mình mới bung dây ra thì nó ngắn lại cái cây thôi. Ngắn vô từ từ ha, tới đây cái mình đưa ra được các bạn. Đó, thì ở đây nè, cái phần chỗ đây nè, bạn thấy nó tối nùi một lần do là cái cành nhánh nó không có được dài ra mà nó giống như phần đọt á, thì mình cắt bớt ở đây đi cho nó đừng có dài xuống tới đây các bạn ha. Bớt cái ra chỗ này nè, cái nó dài quá là nó mình không thấy nó cái cao thấp giữa cái tán trên với tán dưới mà. Nếu mà chỗ đây nè mà cái cành nó dài ra đó thì mình lắc nó đẹp hơn, nhưng mà cái này là nó không có được dài rồi, cái này nó ngắn quá nên mình không có xè được cái tán giống dưới đây đâu, nó hơi khó hơn ha. Rồi vậy mình cũng tạm được cái đó. Bây giờ mình vô cái dây nhỏ để mình xè hai bên đi ra nữa thì nó tạo cái tán giống như dưới được ha. Rồi xong các bạn, sau khi mình lắc lượng á thì mình lọp cho nó kính tàn luôn để quay chậm chậm cho bạn xem nè. Thì nếu mà đưa ra xa trong cái hình đó thì các bạn thấy là nó rối mù à, nhưng thực ra đó thì nó rất là thốn cái cây này các bạn thấy không. Nếu mình quay nhiều cái góc cho bạn coi nè, rất là thốn ha. Tức là mình chiết chi nó nằm trên một cái cành mà nhiều cái chi ra, rồi phần lá nó mình giữ nguyên thì các bạn thấy là nó bích hết trơn. Thực ra thì nếu mà cái cây này mình lặt lá nó ra thì vẫn chống các bạn ha. Để mình quay chậm chậm cho các bạn xem đó, tức là mình lợi dụng những cái tay cành nó mà nó nhiều cái phần nhánh rồi nó dài quá thì mình lắc lượng cho nó hung vô đó để tạo ra cái bộ tán mà nó kín tàn như thế này đó. Mà thấy là nếu mà mình nhìn hết nguyên cái cây thì là nó kín mít luôn à. À, do là cái lá nó nhiều các bạn, còn cái tay cành thì các bạn thấy là nó rất là thoáng chứ không có kín lắm đâu ha. Đó các bạn thấy nè, đó mình quay chậm chậm cho bạn xem ha. Đó vậy thì tạo ra một cái đổ kính tàn.
Thường á thì mình ít khi nào uống vậy các bạn. Thường á thì mình cắt không à, mình cắt ngắn rồi mình uống. Nhưng mà mình thấy đối với cái ổi này á, nếu mình cắt ngắn mình uống á thì thời gian rất lâu các bạn ha. Ai vậy bây giờ nó có nhánh sẵn rồi thì mình uống vô là mình cảm thấy nó vẫn được các bạn ha. Đó thấy nè, sau khi mà mình uống xong á thì nếu mà nó có đâm cái ổi này, nó cũng đâm dữ lắm các bạn, nó đâm những cái nách trên đây nè, thì nó đâm ra là mình cắt thôi đó, thì nó sẽ có cái cây mình chơi liền rất là nhanh các bạn ha. Đòi hỏi thì các bạn lắc làm sao cho nó khéo, mình phân bổ làm sao mà cho nó đều đều ra, nó tạo nguyên một cái tán á, cái khô tàn nó vậy đó các bạn ha. Những cái cành nó xếp lên nhau các bạn ha. Đó, mình mượn cái tay cành mình xếp lên tay cái thằng chính nè, tay cành xếp thằng chính cũng được ha. Đó, rồi cái tay trên nè mình lợp theo, rồi cái thằng ngọn nè mình lợp theo, nó không có vươn ngọn lên luôn các bạn, mình lợp cho nó kín luôn, nó tạo ra một cái tán nó liền khối luôn các bạn ha. Đó, để mình quay giáp chồng cho bạn xem. Đây mình quay cái phần cái cành của cái cành chính nằm dưới nè. Đó thì mình vẫn chơi được các bạn, tức là mày dân liền mà ha. Nhưng mà quay kỹ á, thì các bạn thấy là cành nhánh nó phải nằm cho hợp lý các bạn ha, nó xen kẽ, nó chiết kia với nhau, nó tạo ra một khối liền lạc luôn. Đó thì vẫn chơi được ha. Thì cái cây xong rồi các bạn, thì video của mình cũng dài rồi, mình kết thúc video. Thì mình cũng mong là cái cây của mình nó giao lưu với bạn 300.000 một cây ha. Có những cái cây nhỏ từ bằng cây này hoặc lớn hơn, thì để mình uống demo cho bạn xem một cây nữa đi, mình sẽ lấy một cây nữa tại cái cây cái bầu kia đó, cái bầu quỷ nó còn đó, cái chùm đồng tiền đó bạn, mình lấy cái chùm đồng tiền mình uống thêm một cây nữa đó cho bạn xem ha. Để các bạn mới hình dung được là cây bự cũng uống được và cây nhỏ cũng uống được các bạn ha. Đó cũng rất lâu mà nhỏ cũng chơi luôn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Rồi các bạn nhớ ngày mai đi, mình sẽ làm thêm một cái clip nữa là cây ổi lá tím đây nè, trái tím lá tím ha, cái gì cũng tím hết trơn, hình như là rễ nó cũng tím luôn nữa, là bự hơn cái này, lên dịch cái chùm cho bạn xem ha. Rồi mình xin chào hẹn những cái video tiếp theo.